Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tọa đàm sắc màu văn hóa. Thưa anh chị và các bạn, với vai trò là đại lý thu lớn nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chỉ tính trong năm 2023, toàn hệ thống của Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 13,47 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, duy trì 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam còn tiếp nhận hơn 18.000 đại lý và cộng tác viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phát triển các đối tượng tham gia. Để có được những kết quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bưu điện Việt Nam, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những cán bộ công nhân viên, người lao động của Bưu điện Việt Nam khi góp phần lan tỏa rộng khắp chính sách an sinh, nhân văn của Đảng và Nhà nước đến với người dân cũng như thể hiện tinh thần cống hiến và văn hóa của người Bưu điện một cách rõ nét. Và trong chương trình Sắc màu văn hóa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp chị Hương, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Hương Ngải, Bưu điện Trung tâm Sơn Tây. Chị được mệnh danh là người phụ nữ mát tay trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương. Trước hết, xin cảm ơn chị Hương đã nhận lời mời tham gia chương trình Sắc màu văn hóa ngày hôm nay. Đầu tiên, chị Hương có thể giới thiệu về bản thân cũng như những cơ duyên đã đưa chị gắn bó với ngành bưu điện của chúng ta, được không ạ? Trước hết là tôi xin kính chào quý khán giả. Tôi tên là Nguyễn Lan Hương. Hiện tại đang làm ở Bưu điện Văn hóa xã Hương Ngải, Bưu điện Trung tâm Sơn Tây. Thực ra là những cái ngày đầu tiên vào nghề của tôi là cũng là một cái cơ duyên may mắn. Là lúc đấy là tôi đang ở nhà chăm con, thì cháu gọi tôi bằng mợ ruột, lúc đấy là bạn ấy đang làm ở đấy, thì bạn ấy chuyển công tác đi nơi khác, nên là bạn đã giới thiệu tôi vào làm đấy. Và tôi đã vào làm từ năm 2008 đến bây giờ. Được biết, chị Hương đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vậy thì chị Hương có thể chia sẻ cho chương trình những cách làm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như mục tiêu của đơn vị trong công tác vận động người dân tại địa phương tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại địa bàn xã được không ạ? Trước đấy là nó có rất là nhiều mảng bảo hiểm nhân thọ người ta đã vào. Và khi người ta vào tiếp cận thì người dân người ta mua, nhưng đến lúc mình tiếp cận cái này thì người dân cứ nghĩ mình cái bảo hiểm xã hội này nó cũng như cái bảo hiểm nhân thọ ấy. Cho nên là người ta cũng không được tin tưởng. Và vì vậy mà lúc bắt đầu mà bọn tôi tiếp cận thì nó cũng hơi có nhiều khó khăn. Đến khi mà mình giải thích để người dân hiểu thì một người hiểu, người ta sẽ có thể người ta nói chuyện, nói đến các người khác. Và mình theo đấy mình làm cái công tác là tư vấn theo cái kiểu là lan tỏa ấy, thì rất là hiệu quả. Làm việc trong quá trình tiếp cận cái bảo hiểm y tế xã hội này, tuyên truyền đến người dân, thì bên bưu điện chúng tôi cũng có tổ chức những cái hội nghị tuyên truyền, bao gồm cả những cái cuộc họp thôn, cuộc họp của thôn, cuộc họp của xã, và bao gồm cả tổ chức mình tự tổ chức ra và mời người dân ra để người ta nghe về tuyên truyền bảo hiểm xã hội và y tế. Cộng thêm nữa là sẽ đi chạy những cái chương trình roadshow để cho mọi người nhìn thấy được là những cái chương trình sẽ có bảo hiểm y tế xã hội. Và tiếp nữa là bọn đi tuyên truyền, đi giải tờ rơi đến tận các cái chợ này, các cái xóm làng. Tôi cho rằng đây cũng là một cái tâm huyết và tình yêu nghề để mà thúc đẩy cái công việc của mình làm một cách tốt nhất, cũng là để cho mình hoàn thành mục tiêu đơn vị đã đề ra mà còn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sự phục vụ của Bưu điện Việt Nam. Tôi nghĩ là đây cũng chính là văn hóa tận tâm phục vụ của mỗi người Bưu điện. Vâng, tôi rất tâm đắc với chia sẻ nói trên của chị Hương rằng văn hóa phục vụ tận tâm đã trở thành thói quen thường trực, là định hướng trong công việc của chị. Đây là một nét đẹp của người Bưu điện chúng ta. Thực tế cho thấy, khi tận tâm với công việc, chị cũng có động lực dành nhiều công sức hơn để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như tìm những giải pháp vận động người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội một cách hiệu quả. Tận tâm với công việc, chị cũng sẽ thấy ý nghĩa mà công việc của mình đóng góp cho cộng đồng, đúng không ạ? Trong quá trình đi vận động người dân ấy, thì lúc mình sẽ phải tận tâm, tận tình và phải kiên trì nữa. Tại vì khi mình tiếp xúc người dân, cái này nó là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nó là bảo hiểm an sinh. Mình có thể giải thích là hiện tại mình đang ở cái tuổi trẻ, mình có thể là mỗi tháng mình sẽ bỏ ra một số ít, thì sau này mình sẽ đỡ đần con cái rất là nhiều.
Và mình lấy những cái ví dụ như các ông bà già hiện tại đang có lương hưu đấy ạ. Thì con cái, ví dụ kể bây giờ là đang đông con, các con sẽ đỡ đần bố mẹ rất là nhiều. Nhưng mà đến thời điểm như tuổi của chúng ta mà sau này về già thì gánh nặng cho con cái rất là nhiều. Cho nên là mình giới thiệu như thế thì cái tiếp cận cho, hỗ trợ cho bên người dân, người ta cũng sẽ hiểu được. Và mình tiếp cận cái kiểu mưa dầm thấm lâu ấy ạ, nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm y tế xã hội này nó là bảo hiểm an sinh, cho nên nó là cổng thông tin điện tử. Vậy thì với những người trẻ tuổi thì mình có thể là mình sẽ giới thiệu là các bác và các cô các chị vào trong cái trang web đấy, các cô các chị đọc thì các cô chị hiểu cái bảo hiểm đấy. Còn các ông bà nhiều tuổi hơn mà muốn là các ông bà cũng động viên con cái đóng thì mình sẽ giải thích theo cái kiểu dễ hiểu nhất, theo cái tầm hiểu của mình là cháu ví dụ như thế này, ví dụ như thế này. Ông bà già bây giờ ông bà có 5.000, 10.000 mua bim bim cho cháu mà không cần phải sử dụng đến tiền à. Hôm nay mày phải đưa cho bố mị bao nhiêu tiền để bố mị mua, thì cái đấy nó rất là hiệu quả. Đối với khách hàng ngồi tính thì cái đầu tiên mình phải kiên trì đã, mình phải niềm nở đã. Cái sau nữa là mình phải giải thích. Mà không thể không giải thích một lần không được thì mình phải giải thích 2 lần, 3 lần. Giải thích đến khi nào khách hiểu thì thôi ạ. Với tính chất công việc của một nhân viên bưu điện văn hóa xã, chắc chắn khối lượng công việc của mình cũng rất là nhiều. Trong quá trình công tác sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn. Vậy chị Hương đã vượt qua những khó khăn đó bằng cách nào ạ? Thực sự là làm văn hóa thì thấy rất là nhiều công việc thật. Nhiều lắm ý, và cái lượng công việc thì nhiều, làm có nghĩa cảm giác là chưa bao giờ hết việc cả. Thế nhưng mà mình được cái là gia đình, chồng con rất là hỗ trợ. Ví dụ như mình đi muộn, đi làm về muộn thì ở nhà có chồng con cơm nước, hoặc thậm chí có thể còn kéo cả chồng đi làm hộ. Ví dụ như là có những chứng từ cần chồng đi giao cho ấy, mình phải cần. Ví dụ hôm nay cụ này già, ốm yếu mà mình đi trả lương hưu chẳng hạn thế. Có thể nhà mình đi một mình sợ thì nhờ chồng đi cùng. Cái văn hóa xã thì phải bao gồm tất cả mọi cái công việc, như là thu bảo hiểm y tế xã hội, bưu chính chuyển phát, bán hàng, tất cả các dịch vụ là một văn hóa xã phải làm tất. Cho nên khối lượng công việc rất là nhiều. Bọn chị là được hỗ trợ gia đình, hỗ trợ rất là nhiều, nếu mà không thì bọn chị không thể làm được. Và phần nữa là con cái nó cũng ngoan nữa. Khi mà đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội thì cũng có sự hỗ trợ của các đồng nghiệp rất là nhiều, ví dụ như là các chuyên quản, các bạn cùng văn hóa xã với nhau có thể là hỗ trợ nhau. Ví dụ như là có thể đi tuyên truyền người ta không tin tưởng, nhưng mà đi 2 người đi thì người ta sẽ rất là tin tưởng. Cho nên là cái sự hỗ trợ của bạn bè, hoặc là trong lúc làm việc có những cái gì vướng mắc có thể hỏi bạn, hỏi bè, hỏi chuyên quản và hỏi cấp trên. Tôi coi ngôi nhà bưu điện này là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Đồng nghiệp là những người thân trong gia đình của mình, nên là mọi khó khăn có thể vượt qua và đặt mục tiêu là hoàn thành công việc được giao trên mức cao nhất. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hương. Thông qua câu chuyện của chị Hương thì chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta đã nhìn thấy mình ở đó, thấy ý nghĩa công việc mình làm, đồng thời củng cố thêm cho chúng ta quyết tâm nỗ lực hoàn thành hiệu quả công việc của mình. Và để kết thúc tọa đàm Sắc Màu Văn Hóa ngày hôm nay, chị Hương có lời chia sẻ gì đến đồng nghiệp trên toàn mạng lưới, đặc biệt là những anh chị em bưu điện văn hóa xã không ạ? Thực ra câu chuyện của tôi thì cũng là câu chuyện giản dị của anh chị em người bưu điện đang nỗ lực thực hiện trong mỗi ngày. Trong quá trình làm việc thì không thể là mình có thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Nhưng trong những thách thức chúng ta nhìn lại thấy cơ hội để có thể bứt phá. Tôi hy vọng các anh chị đừng nản lòng, hãy cứ kiên trì và làm nghề bằng cả cái tâm, tận tụy đem hết đến cho khách hàng và những giá trị, những lợi ích một cách thực tế nhất từ các chính sách an sinh xã hội. Và những gì tôi thực hiện thì cũng là phấn đấu theo truyền thông 10 chữ vàng của bưu điện là trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình. Tôi hiểu đơn giản rằng hãy cứ nghĩ, tin vào công việc của mình, tin tưởng bản thân và bưu điện rằng chúng ta đi đúng hướng với công việc mình, vừa đem lại thu nhập cũng như là đem lại đến những điều tốt đẹp cho đời và cho người ạ. Từ 4 bức ảnh được gợi ý này, bạn hãy suy đoán và comment tên các từ khóa có 4 âm tiết và 13 chữ cái. Để tham gia mini game, quý vị và các bạn like bài đăng gốc chương trình tọa đàm Sắc Màu Văn Hóa số 16 trên kênh YouTube Bưu điện Việt Nam Post.
đồng thời bình luận tên từ khóa cộng 2 số may mắn bất kỳ, ví dụ 88. 5 người chơi comment đúng nhất, nhanh nhất và có 2 số bất kỳ trùng hoặc gần sát nhất với kết quả của ban tổ chức quay qua phần mềm random.org sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng là bình nước thương hiệu Bưu điện Việt Nam. Sản phẩm được tài trợ bởi công ty cổ phần du lịch Bưu điện. Mỗi người chơi chỉ được comment một lần và không chỉnh sửa. Thời gian áp dụng từ mùng 8 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Kết quả sẽ được công bố trên fanpage Gửi cả niềm tin và chương trình Sắc màu văn hóa trong số tiếp theo. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chị Hương đã nhận lời mời tham gia chương trình và có những chia sẻ vô cùng ý nghĩa về công việc của mình. Thay mặt những người làm chương trình, chúc chị Hương thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được ngọn lửa đam mê trong công việc, tiếp tục lan tỏa những giá trị quan trọng của chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến với mọi nhà. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình Sắc màu văn hóa số tiếp theo.